Các bạn vô đàn ô rất là nhiều. Bây giờ wow. Hay quá thì sao nè? Bây giờ hay quá thì sao nè? Bây giờ đọc bình luận đi nè. Một tràng pháo tay dành cho Cara Phương. Anh Duy, nãy thấy anh kiểu rất là phấn khích với tiết mục của bạn Cara Phương, thì chắc là mời anh Thanh Duy chia sẻ về cảm xúc của mình khi mà xem tiết mục của bạn nhé. Với Cara thì đầu tiên Thanh Duy thấy là Cara quá giống Superboy luôn, thiệt sự luôn á. Nhất là cái đoạn mà Cara thay đồ một cái là đeo cái mắt kiến đen vô là Thanh Duy là phải bật người lên liền, trời ơi giống quá. Và cái thứ hai nữa, khi mà Cara rap á, Cara rap rất là tỉnh, đặc biệt ở cái đoạn đầu á, có nghĩa là bạn không phải là làm quá làm lố mà bạn rap một cái phong cách rất là tỉnh táo, thần thái, và cái phong thái của bạn Thanh Duy thấy rất là chất luôn á, cực kỳ chất luôn. Ủa Cara ơi, đây có phải là lần đầu tiên em hát rap không? Dạ lần đầu tiên em hát rap nhiều như vậy luôn á. Nhiều như vậy như bây giờ. Yeah. Nói chung là tiết mục này anh rất là thích luôn. Một tiết mục hoàn toàn hoàn hảo để mở màn buổi tối ngày hôm nay. Một dòng nhạc rất là trend, mọi người đã hòa theo với cái tiết mục của em. Chúc mừng em đã có một tiết mục tuyệt vời nha. Thank you. Cảm ơn giám khảo Thanh Duy rất là nhiều. Dạ. Và tiếp theo sẽ là những lời chia sẻ đến từ giám khảo Mỹ Linh. Hôm nay tuyệt vời. Tức là cái tuần trước ấy, xin lỗi nha. Hơi đánh giá không được cao lắm. Nghĩ là bạn này không biết là tham gia cái chương trình này có bị quá sức hay không. Nhưng mà đến hôm nay thấy bạn hóa thân vào Superboy và rap rồi đấy, như em nói đấy, tỉnh bơ luôn. Phải dùng cái từ như cái tuần trước ấy nhở, là hồn Cara sắc Superboy. Phải nói là xuất sắc. Cảm ơn rất nhiều ạ. Đây là xuất năm dấu sắc. Xuất năm dấu sắc. Xuất năm dấu sắc. Vậy thì chị phải cầm cái bảng này lên. Đỉnh dữ. Đỉnh dữ.
xong. Đây chỉ mới là tiết mục đầu tiên thôi nha mọi người ơi. Chắc là anh Nghĩa chia sẻ luôn nhá. Anh cũng như chị Linh vậy đó, anh rất là bất ngờ với Cara Phương ở cái tuần này. Em ra em hoàn toàn em làm chủ sân khấu. Em không bị lúng túng, em không bị ngập ngừng, không bị rón rén hay rụt rè giống như cái cảm giác của tuần trước. Chỉ có một cái điều chút xíu anh muốn góp ý nhỏ nhỏ thêm thôi. Với Suboy thì mình cũng biết cô ấy là có một cái vốn ngoại ngữ rất là khá. Thì trong cái cách quay hát tiếng Việt á, nó có một chút gì đó nó hơi đớt đớt, nó hơi ngọng nghịu chút xíu, nhưng mà nó cực kỳ duyên dáng và dễ thương. Thì ở cái phần trình diễn vừa rồi của em hát nó hơi bị tròn vành rõ chữ quá, thì nó hơi bị khác một chút so với cái hơi đớt đớt và dễ thương của Suboy. Đó là cái điều duy nhất mà anh có thể gọi là anh soi mói, anh tìm anh ra. Quá đáng sợ anh Nghĩa để mà anh nhắc lại anh thôi, sợ quá. Áp lực liền đúng không? Trời ơi, bây giờ mình không sợ chị Linh nữa, mình sợ ông này. Ví dụ như là cái từ bé số đó, thì nhiều khi Suboy là vé số. Yeah. Hoặc là cái từ chuyện, Suboy hát là chuyện. Đó. Chuyện, chứ không phải là chuyện. Đó, thì đó là những cái nho nhỏ trong cái cách phát âm của Suboy đó mà mình phải lưu ý khi mình hóa thân thành cô ấy nha. Vâng. Còn ngoài ra thì tất cả mọi cái anh cảm quá thấy rất là tuyệt vời. Nhưng mà bạn rất là thông minh khi chọn bài, anh thấy không? Ba bài kết hợp lại với nhau và có cái tiết tấu, có cái cách biểu diễn trên sân khấu nữa, bung đồ làm này làm nọ làm kia, và đặc biệt là cái màn cuối là chọn đúng cái bộ đồ mà iconic nhất của Suboy bây giờ. Quá thông minh luôn. Dạ, cảm ơn anh Đại Nghĩa, chị Mỹ Linh và cả anh Thanh Duy nữa. Và chúc mừng Cara ngày hôm nay đã làm thật tốt nhân vật của mình, đó chính là Suboy. Yeah. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.